ba cái khao khát mà con người ta muốn, luôn luôn muốn, luôn luôn muốn trong cuộc đời này. Và khi nắm được cái điều đó thì chúng ta mới dễ dàng hoạch định ra những nghề nghiệp của mình, để sau rồi chúng ta không phải bị ân hận hay bị không bị cái câu chuyện là đổ dồn công sức của mình vào bao nhiêu năm trời rồi nhưng cuối cùng thì lại ngộ ra là trời ơi mình không thích cái công việc này. Thì cái điều đầu tiên tôi vào luôn đấy. Điều đầu tiên là đã là con người thì ai ai cũng mong muốn rằng được khao khát được khám phá bản thân mình, là hiểu mình, hiểu mình này, mình có cái sức mạnh như thế nào, mình có thể làm cái điều gì và mình là ai. Những cái điều đó nó cực kỳ là mông lung bởi vì chúng ta ít cái hiểu biết về con người, rất ngại học, ngại tìm hiểu về những vấn đề thuộc về con người, nên chúng ta lại cứ luôn luôn đi tìm cái điều đó, đi tìm điều đó. Cái điều thứ hai, luôn luôn khao khát muốn hoàn thành một cái mục tiêu nào đó trong cuộc đời mình. Và cái thứ ba, ai cũng muốn trở thành một nhà huấn luyện. Tức là gì? Được giúp đỡ người khác, được giải quyết vấn đề cho người khác. Bằng chứng trong cuộc sống thì các bạn thấy đấy, ai cũng muốn rằng đưa ra những lời khuyên đối với người khác, bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Rồi trong sâu thẳm, những cái khóa học phát triển bản thân, thì khi mà các nhà huấn luyện hỏi vậy thì cái khao khát lớn nhất của cuộc đời, khi các anh chị lập mục tiêu này, khi các anh chị hoàn thành được cái mục tiêu này rồi thì điều đó để làm gì, thì tất cả mọi người đều nói rằng để mong muốn trở nên có giá trị, mong muốn trở nên thành công, để giúp đỡ được người khác. Ba cái điều đó thôi anh chị, ba cái điều ta nhắc lại, chúng ta nhắc lại với nhau, ba cái điều khao khát lớn nhất của con người là gì? Một là muốn khám phá bản thân mình, muốn khám phá bản thân mình để hiểu được bản thân mình là ai, có thể làm được gì, sức mạnh như thế nào trên cuộc đời này. Thứ hai là mong muốn hoàn thành một mục tiêu nào đó của trên cuộc đời này, luôn luôn khao khát mong muốn hoàn thành được cái mục tiêu mong muốn, một mục tiêu nào đó trong cuộc đời mình. Và cái thứ ba là muốn trở thành một huấn luyện viên, một người giải quyết vấn đề. Có một câu chuyện này tôi nghe và vẫn thích đó. Ngày xưa thì quỷ và người sống rất là hòa thuận với nhau, sống rất hòa thuận với nhau. Thế rồi thì quỷ thì cứ thấy con người rất là hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ với nhau, lúc nào cũng thương yêu nhau vậy. Thế và quỷ thì suốt ngày cắn xé nhau, rồi là giành giật nhau, rồi là hãm hại nhau. Thế thì lũ quỷ này bắt đầu mới bàn cái cách này, bây giờ loài người tại sao họ lại sống một cách yên vui như vậy, sung sướng như vậy, hạnh phúc như vậy, thương yêu nhau như vậy. Bây giờ thì làm cách nào để cái bọn người kia nó phải giống như bọn quỷ như bọn mình, tức là phải cắn xé nhau, phải giành giật nhau, phải nghi ngờ nhau, phải làm đủ rất nhiều thứ như bọn mình. Và bắt đầu chúng mới tụ họp lại để lấy ý kiến. Thì một con quỷ trẻ bắt đầu hiến kế: thưa cụ quỷ, bây giờ thì hãy ăn cắp cái hạnh phúc, cái tình thương yêu của con người, ăn cắp cái tính cho đi của con người và giấu nó đi. Thế và cụ quỷ bắt đầu hỏi: thế thì giấu đâu vậy? Thế nó mới nói rằng là hãy giấu xuống một đáy biển đi. Thế cụ quỷ bắt trầm ngâm một lúc à? Nhưng mà loài người nó chế được tàu ngầm rồi, nếu giấu vào đáy biển ấy thì nó xuống biển nó cũng lấy lên được. Nào bảo thế à, thôi thế thì mang lên đỉnh núi đi, mang đỉnh núi đi, đỉnh núi cao nhất thế giới này. Rồi cụ quỷ lại trầm ngâm: đỉnh núi cao nhất thế giới, cao thật đấy, cao thật đấy. Thế nhưng mà loài người nó còn leo bộ lên đấy được mà, không một đỉnh núi nào trên thế giới này mà loài người không chinh phục được rồi mà, nó lại lấy về thôi mà. Ok, bây giờ làm thế nào nhỉ? Mang sang hành tinh khác, mang sang hành tinh khác giấu ở đó. Thì cụ quỷ trầm ngâm một lúc cũng lại bảo là không được, bởi vì loài người cũng đã chế ra tàu vũ trụ rồi, nó đang đi sang hành tinh khác lại lấy về bình thường rồi. Thế rồi thì trầm ngâm một lúc, rồi có một cụ quỷ khác bắt đầu lò dò ra và nói: đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả, giấu tình thương yêu, giấu cái sự cho nhận, giấu cái hạnh phúc, giấu cái nhường nhịn,
giấu cái sự đoàn kết, rồi giấu cái sự hạnh phúc đấy trong trái tim của con người ấy, giấu trong đấy thì chúng nó không tìm ra đâu, bởi vì chúng nó quá thông minh, nó toàn đi tìm bên ngoài thôi. Vậy thì nó cứ lao ra đi ngoài chinh phục nào thì dưới biển sâu, trên đỉnh núi, ngoài hành tinh. Và nếu giấu trong tim nó thì có mục thất cũng không tìm được. À, cụ quỷ vỗ tay đét một cái, đúng rồi. Thế và từ đó lũ quỷ bắt đầu là giấu toàn bộ tất cả hạnh phúc của con người trong trái tim. Trong đấy bao gồm gì? Tình thương yêu, sự cho đi, những tiếng cười, sự nhường nhịn, sự tôn trọng thế giới quan của nhau, thấu hiểu lẫn nhau, phối hợp với nhau, đoàn kết với nhau. Tất cả cái đấy gọi là nó tạo nên hạnh phúc con người. Thì lũ quỷ bắt đầu ăn cắp cái đó và giấu tiệt vào trong trái tim con người. Và vì thế bây giờ loài người là gì? Lao ra ngoài làm đủ mọi thứ để tìm kiếm hạnh phúc, nhưng không thấy, không bao giờ tìm thấy được ở ngoài kia. Không bao giờ tìm thấy được, bởi vì nó ở trong trái tim mà. Nó ở trong trái tim. Vậy thì các anh chị thấy không ạ? Rất nhiều khoa học phát triển bản thân, rồi giáo lý của đạo Phật, rồi Thiên Chúa, rồi rất nhiều các cuốn sách đã từng viết, phải quay vào bên trong, chúng ta mới tìm thấy chính mình, tìm thấy cái sự an nhiên trong chính mình, tìm thấy hạnh phúc trong chính mình, tìm thấy sự tha thứ, tìm thấy sức mạnh bên trong mình, tìm thấy mọi thứ bên trong mình. Và khi tìm thấy ở bên trong, và bên trong bắt đầu được khai mở có rồi, thì nó tự động nó biến trở thành ra bên ngoài. Khi có ở bên trong thì nó bỗng nhiên nó xảy ra bên ngoài. Bên trong chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì bên ngoài mới hạnh phúc được. Bên trong chúng ta có năng lực thì bên ngoài mới giải quyết được vấn đề. Bên trong chúng ta có cái sự hiểu biết và thấu cảm và thông cảm với con người thì chúng ta mới có thể an nhiên để có thể kết nối với người khác, có thể nói chuyện vui vẻ được với người khác. Bên trong chúng ta đã sẵn sàng cái sự cho đi rồi, sự hào phóng, sự cho đi, sẵn sàng sống vì người khác rồi, thì cái điều đó nó tự nhiên nó xảy ra ở bên ngoài thôi. Không có rằng chúng ta phải tìm kiếm đủ đầy ở bên ngoài, xong lúc đó chúng ta mới nghĩ rằng là chúng ta bắt đầu mới quay lại làm một cái gì đó. Không bao giờ thấy được chừng nào chúng ta còn tiếp tục lao ra ngoài. Vì thế quay trở lại ba cái câu chuyện đầu tiên, ba cái khao khát con người đầu tiên là gì? Khao khát được khám phá bản thân mình. Nhưng rất ít người biết quay vào bên trong, quay vào bên trong, lại cứ lao ra ngoài để khám phá bản thân mình, trong khi phải quay vào bên trong. Cái gọi là phát triển bản thân, tìm hiểu về chính mình. Khi hiểu thấu về chính mình rồi, chúng ta mới có thể làm, hiểu mình rồi thì mới có thể kiến tạo hạnh phúc ở bên ngoài. Thứ hai là gì? Luôn luôn khao khát là hoàn thành một mục tiêu gì đó trong đời. Và thứ ba là chúng ta đều mong muốn trở thành những nhà huấn luyện, những người giải quyết vấn đề cho người khác, giúp người khác thành công và hạnh phúc hơn. Tôi là Nguyễn Xuân Hương. Chào mừng các bạn đến với thế giới NLP, thế giới quyền năng giúp các bạn có thể đạt được mọi thứ mà các bạn muốn đạt trong cuộc sống này.